Ngày 9 tháng 9, thị trấn Mãn Đức đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức thực hành chiến đấu với 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Với sự chuẩn bị công phu, các nội dung, đề mục đặt ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác chiến đấu phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang, đảm bảo đúng trình tự yêu cầu. Qua cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của ban chỉ huy quân sự, công an và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân.